nay lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu chứng minh chúng ta. Chúa đã phục sinh từ trong cõi chết, Ngài đã hiển vinh trong quyền lực vinh quang sáng ngời. Chúa đã sống lại cho tương lai con được sống, được sống với Ngài. Nào hãy tạ ơn Chúa, muôn muôn đời Chúa tình thương trọn vẹn.